Xin chào tất cả các em, mời các em đến với phần tiếp theo. Khởi động. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Ở phần này các em hãy gạch chân phần chứa mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Thì ở đây dấu hiệu chúng ta sẽ bám vào các cái từ chỉ thời gian ạ, các cái từ nối ạ. Mệnh đề đầu tiên, mệnh đề số 2, mệnh đề số 3, ở câu số 4, số 5, số 6. Ở đây chúng ta thấy là có một số từ, ví dụ như từ before là trước khi, thì những cái mệnh đề mà đằng sau nó thì là các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Tiếp theo từ until cho đến khi, when là khi, as soon as là ngay khi và after là sau khi. Bây giờ xin mời các em đến với phần ngữ pháp. Câu phức complex sentences với các cái mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Chúng ta hãy cùng đến phần lý thuyết nhé. Một câu phức thì bao gồm một mệnh đề độc lập, tên tiếng Anh là independent clause, và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc, dependent clause. Ví dụ chúng ta có mẫu câu The road was slippery when it rained. Đường thì rất trơn khi mà mưa. Vậy thì chúng ta thấy là mệnh đề ở đầu tiên, The road was slippery, đó là mệnh đề độc lập, và when it rained đó là mệnh đề phụ thuộc. Một mệnh đề trạng ngữ là một mệnh đề phụ thuộc, tức là nó sẽ đi sau các cái từ từ nối nhất định. Và cụ thể ở đây, một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thì chỉ rõ cho ta là khi nào điều gì đó xảy ra. Nó thường được theo sau, nó thường được đi đằng trước đấy, hoặc là nó theo sau với các cái từ nối. Ví dụ như từ before là trước khi, từ after là sau khi, when là khi, while trong khi, till là cho đến khi, until là cho đến khi, và as soon as là ngay khi. Number one, hãy đọc cái câu và viết IC là viết tắt của mệnh đề trạng ngữ, mệnh đề độc lập. Mệnh đề độc lập, cái phần gạch chân là mệnh đề độc lập, hoặc là DC nếu cái phần gạch chân là mệnh đề phụ thuộc. Vậy thì chúng ta sẽ phải xem từng câu xem cái phần gạch chân nó là gì nhá. Ở đây câu số 1, chúng ta có cái phần gạch chân thì nó bao gồm là một mệnh đề nhưng không đi kèm với các trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy thì đây là mệnh đề độc lập IC. Tiếp theo, when you go out, đây là mệnh đề đi kèm với trạng ngữ chỉ thời gian, đây là mệnh đề phụ thuộc DC. Tiếp theo number 3. Chúng ta sẽ chỉ chúng ta chú ý vào về sau nhá, đó là you, về đầu tiên đó là you must get a permit. Bạn phải có được sự cho phép trước khi bạn xây một cái khu vực cắm trại, một khu vực đốt lửa trại ở công viên quốc gia. Vậy thì ở đây cái phần sau là gạch thừa, chúng ta chỉ cần you must get a permit. Đây là mệnh đề độc lập. Number 4. While you are having a shower, trong khi bạn tắm thì đây là mệnh đề phụ thuộc. As soon as my friends come, ngay khi bạn của tôi đến thì tôi sẽ nhặt rác trên bãi biển. Vậy đây cũng là mệnh đề phụ thuộc. Bây giờ xin mời các em đến với bài 2 trắc nghiệm. Ở đây chúng ta sẽ đến với bài trắc nghiệm liên quan đến việc điền các từ chỉ trạng ngữ chỉ thời gian vào các vị trí này. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ phải thêm một bước nữa, đó là chúng ta suy luận và dịch nghĩa để chúng ta bám sát ngữ cảnh được không? Câu 1, tôi không ở nhà, anh ấy đến để gặp tôi ngày hôm qua. Vậy thì là chúng ta sẽ chọn ở đây là từ when là khi, until là cho đến khi, as soon as là ngay khi, và từ while là trong khi, before là trước khi. Vậy chúng ta sẽ chọn là when là khi thôi. Number 2, we called the forest guard unit. We saw the bush fire. Chúng tôi đã gọi cho cái gọi là đơn vị cứu hộ rừng đấy. Chúng tôi nhìn thấy cái lửa lửa cháy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là ngay khi, đúng không ạ? As soon as. Number 3, I went straight to the gym. I left home. Tôi đi thẳng đến phòng tập thể dục. Tôi rời nhà. Vậy đây thì là tức là ngay khi, sau khi tôi rời nhà thì tôi đi thẳng đến phòng tập thể dục. Chúng ta dùng từ after. Number 4, you can stay with us. You can find suitable place to stay. Bạn có thể ở lại với chúng tôi.
bạn tìm một nơi nơi rất là phù hợp để ở. Vậy thì là cho đến khi, đúng không ạ? Until. Number five, we clean up everything at the campsite we left. Chúng tôi là dọn dẹp mọi thứ tại cái khu lửa trại trước khi chúng tôi rời đi, chọn từ before. Rồi, bây giờ chúng ta đến phần 3. Em hãy nối hai cột để hình thành nên các câu phức. Tên tiếng Anh của câu phức như chúng ta đã được học, đó là complex sentences. Number one, we will clean up the beach. Chúng tôi sẽ dọn dẹp bãi biển. Vậy chúng ta sẽ chọn ở đây là chọn câu B ạ. As soon as it stops, ngay khi trời ngừng mưa. Ngay khi trời ngừng mưa. Number two, don't forget to turn off the lights. Đừng quên tắt đèn. Before you go out, đi. Number three, you have to show the ticket. Bạn phải đưa ra cái vé của bạn. E, when you get the train. When you get on the train, khi bạn lên tàu. Number four, can you help me lay the table? Bạn có thể giúp tôi dọn bàn được không? While I'm cooking the soup, trong khi tôi đang nấu canh. Number five, Thomas Edison kept trying. A, until he made a successful light bulb. Cho đến khi Thomas Edison vẫn cố gắng hết sức, cho đến khi ông ấy đã tạo ra một chiếc bóng đèn thành công. Bây giờ xin mời các em đến với phần tiếp theo, đó là phần viết kết hợp hai câu sử dụng từ nối trong ngoặc. Đây chính là các cái từ nối của câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy thì em sẽ xác định vị trí của các cái từ này xếp sắp xếp ở đâu. Ở đây chúng ta sẽ dịch là tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi đến. Vậy có hai cách viết ạ. Trường hợp đầu tiên chúng ta đặt là cái trạng ngữ chỉ thời gian ở giữa. I will call you as soon as I arrive at the station. Tôi sẽ gọi điện cho bạn ngay khi tôi đến nhà ga. As soon as I arrive at the station, I will call you. Ngay khi tôi đến nhà ga thì tôi sẽ gọi cho bạn. Câu số 2, cái từ when thì chúng ta sẽ phải kết hợp ạ. Many Vietnamese women wear conical hats when they work in the field. Nhiều phụ nữ Việt Nam đội nón lá, conical hats là nón lá, khi họ làm việc ở trên cánh đồng. Number 3, before. Vậy thì cái từ before chúng ta sẽ phải xem là cái phần nào đứng trước, đứng sau. Và cái từ before này có để đứng ở giữa câu hoặc là đầu câu. Trường hợp đầu tiên, My father taught me how to use computer before he bought one for me. Bố của tôi đã dạy tôi làm thế nào để sử dụng máy tính trước khi bố mua cho tôi một cái. Before my father bought me a computer, he taught me how to use it. Trước khi bố của tôi mua cho tôi một cái máy tính thì bố đã dạy tôi làm thế nào để sử dụng. Câu số 4, từ while dịch là trong khi, nó sẽ đặt ở giữa hai vế hoặc là đầu. Nick is reading a novel while Jack is reading a cartoon. Nick đang đọc tiểu thuyết trong khi Jack thì đang đọc phim, một cái bộ truyện hoạt hình. While Nick is reading a novel, Jack is reading a cartoon. Number five, tornado. Cơn lốc xoáy. Hit là nó đã tấn công. There were only a few houses left standing. Chỉ có một vài ngôi nhà trụ được. Vậy thì chúng ta sẽ dịch là After the tornado hit là sau khi cơn lốc xoáy tấn công. There were only a few houses left standing. Hoặc là There were only a few houses left standing after the tornado hit. Tiếp theo phần 5 là game. Matching game là trò chơi nối. Làm việc theo nhóm A và B, bạn sẽ nối các cụm kết hợp sử dụng để tạo thành câu phức sử dụng các trạng từ chỉ thời gian ạ. Cái này chúng ta sẽ thực hành trên lớp. Ví dụ group A là right main clauses và group B là right after clauses of time. Nhóm A sẽ viết mệnh đề chính và nhóm B sẽ viết mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Sau bài học này thì em đã biết cách sử dụng được câu phức với các cái mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Và chúng ta nhớ là hãy làm bài tập đầy đủ nhé. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.